Một thông tin khác nữa đó là một tỷ phú mới đã tham gia vào thị crypto này Đó chính là Orlando Bravo theo Orlando Bravo đã thông báo là tỷ phú Bravo đang lưu trữ Bitcoin hiện tại Thường trước đây nhiều người rất là quan tâm đến những thông tin như là chúng ta có thêm một tỷ phú tham gia vào crypto Nhưng bây giờ thằng cảm thấy thông tin cũng rất là bình thường mà thôi Hiện bây giờ có vô số tỷ phú đã lên tiếng nói là ủng hộ Bitcoin hoặc crypto và bản thân lưu trữ Bitcoin crypto ngay cả các bạn thấy được là một trong những người nổi tiếng có tiền à, Đó chính là Kevin O'Leary Kevin O'Leary là một trong những shark ở trên chương trình Shark Tank của Hoa Kỳ Và một người mà trước đây đó rất là có cái lời phát biểu tiêu cực liên quan tới Bitcoin và Crypto các bạn có thể nhớ thường có làm một cái video trước đây đó cách đây là hơn 2 năm cái video à, 406 và có tựa đề là họ đang lừa gạt chúng ta và các bạn thấy được là đây là thường muốn nói tới là Kevin O'Leary tại vì cách đây 2 năm á Kevin O'Leary đã lên tiếng là tiếp tục là tấn công thị trường crypto này nói Bitcoin là không có giá trị vân vân. Nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta có nhiều dẫn chứng cho thấy được là Kevin O'Leary miệng thì nói như vậy nhưng mà không phải là trong lòng nghĩ như vậy. Thì chúng ta giờ đã rõ ràng là năm 2021 đột ngột là Kevin O'Leary nói là ủng hộ crypto và ủng hộ Bitcoin và không chỉ như vậy, các bạn thấy được là Kevin O'Leary nói là lần đầu tiên trong lịch sử của chương một đầu tư của Kevin Larry là chúng ta thấy là cái số lượng crypto phần trăm lưu trữ nhiều hơn là cả vàng ông ta lưu trữ khoảng năm phần trăm vàng nhưng mà crypto đó thì bây giờ đã con số nhiều hơn là năm phần trăm vàng rồi và hiện bây giờ đó thì Kevin Larry không có ý định là bán vàng của mình nhưng mà sẽ tiếp tục uh, lưu trữ crypto và không bán nhưng mà không chỉ riêng là Bitcoin mà ông ta còn muốn à, đầu tư vào những đồng như là Solana và Ethereum nhưng mà có thể là ông ta đã mua rồi cho nên bây giờ mới lên trên đại truyền hình nói là ngoài trên Bitcoin ra ông ta cũng rất là thích những cái nền tảng khác như là Solana hay là Ethereum và Kevin Larry thì nói là không giống như là nhiều người khác nghĩ là Bitcoin sẽ thay thế vàng Kevin O'Leary nói là bịch không và vàng đều có thể là tồn tại song song với nhau và đây là hai loại tài sản khác nhau crypto thì có lợi thế là các bạn có thể dùng crypto để mà stake, các bạn có thể là cho vay để mà kiếm được lợi nhuận vàng thì không thể làm được những điều đó nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ Kevin O'Leary thì là một người mà thường lên trên những đài truyền hình mà nói tốt về crypto thì đương nhiên các bạn thấy là không phải là ông ta nói tốt về crypto tại vì ông ta đang thu mua. Ông ta nói tốt về crypto tại vì ông ta đã thu mua trước đây rồi. Lúc mà ông ta đang nói xấu về crypto, lúc đó là đã đang thu mua rồi cái hai năm mấy. Chính nên chúng ta mới cần phải quan tâm là đừng nghe những gì họ nói mà hãy xem những gì mà họ làm. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái tài liệu uh, liên quan đến những cái vụ hack gần đây. Thật ra đây là cái thông tin mà đã xảy ra liên quan tới sàn Coinbase từ tháng 3. Tới tháng 5 có nghĩa là không phải là cái thông tin mới nhưng mà sau khi mà họ đã điều tra rồi, đã có cái thống kê kết quả rồi thì mới à, chia sẻ. Cho nên cái việc mà liên quan tới sàn Coinbase bị hack đó mà các bạn nghe nói tới à, trên à, những cái trang web đó là chuyện đã xảy ra cách đây khoảng chừng 5 tháng rồi thì cái điều mà chúng ta biết được từ sàn Coinbase là có khoảng 6.000 người dùng bị ảnh hưởng bởi cái sự kiện này để làm có lỗi trên sàn Coinbase nhưng mà 6.000 người dùng đó thì con số này là không có nhiều tại vì các bạn thấy được là tổng số người dùng của sàn Coinbase là 68 triệu người dùng cho nên con số phần trăm này rất là nhỏ nhưng mà Coinbase nói đó là cái vụ hát này không giống như là nhiều người nghĩ là cái người mà tấn công đó thì họ đã làm thế nào đó đã lấy được tên và mật mã của những người dùng này rồi có nghĩa là họ không phải là lấy từ sàn Coinbase mà họ đã có một cách nào đó để thu thập tên của người dùng rồi nhưng mà đó họ không có lúc được tiền tại vì có xác minh hai yếu tố nhưng mà cái mà họ làm đó là họ đã lợi dụng một cái lỗ hỏng ở trên mạng lưới của Coinbase về cái việc là xác minh thông qua cái tin nhắn đó và họ đã có thể là dùng lỗ hỏng đó để mà lấy được cái mã hai yếu tố thông qua tin nhắn ở trên mạng lưới của Coinbase đó là cái lỗi trên mạng lưới của Coinbase và trước đó người dùng đã làm lộ tên và mật mã bằng một cách nào đó rồi đây là điều được nói rõ bởi sàn Coinbase thì hai điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn trước hết á, là không nên xác minh hai yếu tố bằng tin nhắn nên dùng ứng dụng như là OT các bạn không nên dùng tin nhắn tại vì tin nhắn là một chuyên cách mà dễ hơn để cho một người muốn tấn công các bạn có thể lấy được cái mã hai yếu tố những cái ứng dụng như là ot thì sẽ khó hơn. Điều thứ hai là nếu như các bạn lưu trữ một số tiền trên Coinbase ấy, thì trên Coinbase những cái ví lớn như là Bitcoin, Ethereum thì có một cái phần gọi là Vault. Khi mà bạn để tiền vào trong cái chương một Vault ấy, thì nó sẽ phiền phức khi các bạn rút, tại vì các bạn cần phải xác nhận là hai email, các bạn cần phải chờ đợi là hai ngày trước khi mà rút được tiền nhưng mà nó sẽ an toàn hơn, tại vì một ai đó mà lấy được cái mã heo tối tố các bạn và biết được mật mã của các bạn đó thì ít ra khi mà họ bắt đầu bấm cái nút rút tiền đó thì các bạn sẽ được thông báo là có ai đó đang muốn rút tiền từ sàn Coinbase nhưng mà hai ngày sau họ mới xử lý thì các bạn vẫn còn thời gian hai ngày đó để mà liên hệ với sàn Coinbase đây là điều liên quan tới Coinbase mà thường muốn chia sẻ với các bạn thì như báo thường là sàn Coinbase có bồi thường hay không thì đây là thông tin cách đây 5 tháng rồi thì nghĩ là họ đã bồi thường rồi tại vì đây là một sàn lớn của Hoa Kỳ Các bạn thấy được là Coinbase đã lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ rồi Và đây là một cái sàn mà có bảo hiểm Đây là thông tin liên quan tới Coinbase Kế tiếp nữa đó là có một cái vụ lỗi lớn Ở trên mạng lưới của Compound Thì Compound là một trong những cái dự án DeFi rất nổi tiếng và các bạn thấy được đó là có một cái lỗi trên mạng lưới đã dẫn đến là hiện bây giờ đó họ có thể là bị mất đi lên tới 162 triệu. Thì nói một cách đơn giản đó là có một cái lỗi trên mạng lưới của Compound khiến cho lợi dụng cái lỗi này có thể rút tiền từ mạng lưới của Compound. Đây là một cái lỗi gọi là controller, có nghĩa là cái giao thức mà xử lý kế toán trên mạng lưới của Compound đó gặp vấn đề và cái điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn đây đó là chúng ta thường nghe nói tới những cái dự án DeFi bị tấn công và một trong những cái lý do là tại vì DeFi vẫn còn rất là mới. Các bạn thấy được là mặc dù là nhiều dự án DeFi có cái số tiền lớn lóc lại và sử dụng nhưng mà các bạn thấy được là tất cả đều đang trong cái tình trạng thử nghiệm mà thôi bất cứ một cái lỗi nào cũng có thể dẫn đến là cái sự thất thoát rất là lớn cho người dùng cho nên các bạn nào mà thích sử dụng DeFi đó thì cũng cần phải hiểu đây là một cái sự nguy hiểm mà các bạn cần phải chấp nhận chứ không phải là tự nhiên mà các bạn thấy được là các bạn sử dụng những cái công ty gợi lấy lãi như là các bạn có thể dùng BlockFi hay là các bạn có thể dùng Nexo là các bạn có thể dùng Celsius nhưng mà cái phần trăm đó không có cao bằng các bạn tự you forming tại vì khi bạn tự you forming các bạn chấp nhận cái nguy hiểm nó cao hơn cái có nghĩa là cái lỗi mạng lưới nếu như mà mạng lưới gặp lỗi thì có thể dẫn đến thiệt hại thì hiện bây giờ đó Compound uh, đã có một cái đề xuất mới trên mạng lưới nhưng mà đề xuất thường là phải 7 ngày thì mới được thông qua và cái vấn đề liên quan đến Compound đó là một trong những điều mà nhiều người muốn đó là phi tập trung nhưng mà phi tập trung đó thì có cái tốt của phi tập trung cũng có cái xấu của phi tập trung các bạn thấy được là khi mà trước đây đó cái đội compound là cái đội mà chủ yếu là chịu trách nhiệm cho cái việc là viết mã nguồn thì cái đội của dự án Compound nó sẽ chuyên nghiệp hơn Nhưng mà bây giờ là dự án Compound nó đã càng ngày càng phải được chung hơn Cho nên những người mà muốn cống hiến cái mã đó Có thể là cống hiến cái mã đó cho mạng lưới của Compound Thì đương nhiên những cái mã đó nếu như mà không có được kiểm duyệt à, Viết bởi những người mà có thể là không đủ kinh nghiệm Thì sẽ dẫn đến là những cái lỗi này Và các bạn thấy được là cái lỗi này đó đáng lý đâu đã được khắc phục nhưng mà khi mà cái người mà biết được cái lỗi này cách đây thường nhớ là khoảng chừng hai tuần đó thì họ đã lên tiếng nhưng mà sau đó đó thì cái đề xuất của họ đã không được bỏ phiếu tại vì sao tại vì cái bạn thấy được là chúng ta thường hay nói tới là những cái token tiện ích hay là cái token quản trị nhưng mà các bạn thấy được là cái vấn đề của token tiện ích đó, thì nhiều người mua không phải là dùng token đó để mà sử dụng dịch vụ trên mạng lưới mà người ta mua cái token trong một dự án nào là nhiều người bây giờ mua chỉ để bán lại với cái giá cao hơn cũng tương tự các bạn thấy được là compound thì có đồng com đồng com là cái đồng gọi là đồng quản trị trên mạng lưới của compound thì chúng ta thấy là nói tới đồng quản trị nhưng mà cái số lượng người lưu trữ đồng com đó thì phần lớn nhiều người người ta mua đồng compound để kiếm lợi nhuận mà thôi chứ không có muốn tham gia vào quản trị mạng lưới cho nên dẫn đến là tình hình như thế này các bạn thấy được là đây là một trong những điều mà khó khắc phục đối với lại những cái mạng lưới phi tập trung đó chính là nhiều người lưu trữ đồng quản trị nhưng mà họ thực sự là lưu trữ chỉ để kiếm lợi nhuận mà thôi chứ họ không muốn tham gia vào bỏ phiếu dẫn đến những tình hình như là có những cái lỗi cần phải được sửa như là compound nhưng mà lại không đủ phiếu bầu khiến cho cái lỗi đó không được lắp lại đây là tình hình mà thuần hiểu về tình trạng compound hiện bây giờ Bây giờ thì chúng ta cần phải chờ vài ngày nữa, có nghĩa là trong thời gian này đó có thể là compound bị mất thêm tiền nữa từ cái lỗi này. Thì tôi muốn chia sẻ một cái câu chuyện với các bạn, đây là một cái câu chuyện cũng khá là ghê và các bạn cần phải rút kinh nghiệm. Đó chính là một người đó, người này là một người sống ở một cái thành phố có tên là Kaliningrad ở nước Nga. Thì người này đó năm 2020 đã bán cái chung cư của mình với cái giá là 80.000 đô và sau đó đã tham gia vào thị crypto và đã kiếm được tổng cộng là 500.000 đô từ 80.000 đô thì coi như đây cũng là một cái thành tựu rất là lớn nhưng mà người này đó nói là ngày 27 tây tháng 9 khoảng chừng là 10 giờ đêm thì lúc này đó là đang đậu xe kế bên cái lãnh sự quán Belarusian thì đây là lãnh sự quán ở nước Nga thì sau đó có một chiếc xe chạy tới và đã ra khỏi xe và kéo người này ra khỏi xe của người này và bắt cóc người này và người này đã bị bịt mắt bịt miệng lại và chói tay chân và đã bị ép buộc là phải giao ra cái điện thoại của mình và giao ra cái cách để mà đăng nhập vào sàn binance và sau đó đó thì đã bị lấy cái số tiền bây giờ chỉ còn có 3.000 đô trong sàn Binance mà thôi nhưng mà không những như vậy người này đó đã bị cho uống những cái thuốc và sau đó là bị vô nước biển và cũng mê man không biết gì hết trong thời gian khoảng chừng một ngày thì một ngày sau đó đó thì sau khi mà những người bắt cóc người này đã chuyển được tiền ra khỏi sàn binance rồi thì lại muốn tiêu diệt người này và người này đã bị bóp cổ sau đó là bị quăng ra khỏi xe khi mà những người bắt cóc nghĩ là người này đã chết rồi nhưng mà người này đó tại vì bị cho uống những cái thuốc cho nên những cái người kia không có biết là người này tim còn độc hay không mà nghĩ là người này đã chết rồi cho nên mình mới quan sát ra khỏi xe nhưng mà người này đã có thể sống được và đã đi bộ trong cái tình hình là trời rất là lạnh chỉ có 4 độ C mà thôi nhưng mà cũng đã đi bộ tới cái thị trấn gần nhất và đã được đưa vào cấp cứu và bây giờ thì đã hồi phục trở lại Bây giờ trong chương mục Binance chỉ còn có 3.000 đô mà thôi và kêu gọi là sàn Binance có cách nào để mà đóng bằng cái số tiền mà bị đánh cắp từ cái chương mục của mình hay là không. Thì điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn đó là không phải lúc nào cũng may mắn. Một trong những điều mà các bạn cần phải nghĩ đến đó chính là cái sự an toàn của bản thân khi mà các bạn có crypto. Các bạn thấy được là crypto bây giờ rất là đáng giá và những cái vụ như là các bạn thấy là bị bắt cóc cũng không phải đây là lần đầu tiên mà chúng ta nghe nói tới. Cho nên nếu như không cần thiết thì các bạn cần nên tự giữ cho bản thân của mình Đừng cho ai biết là các bạn có bao nhiêu crypto Và các bạn kiếm được bao nhiêu tiền trong thị trường này Tại vì thứ nhất đó là tôi nghĩ là tới cuối cùng Thì cái mà các bạn nhận được đó cũng sẽ làm cho bạn thất vọng mà thôi Con người thì thường hay có cái sự ganh tị Và thứ nhì nữa là an toàn bản thân Những cái chuyện này có thể xảy ra với bất cứ ai đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến cái vấn đề này. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng sòi cũng nên theo dõi bằng cách bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là telegram channel facebook và twitter các bạn có thể theo dõi những mạng xã hội để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất cũng như là những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital thì cũng có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% phí dịch khi mà tham gia vào sàn Binance cũng như là các bạn có thể được giảm 5% khi mà tham gia vào sàn FTX và những cái bonus như là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn sinh Moon XPT cũng như là bonus khi mà tham gia vào sàn Bybit và Bybit cũng có giảm 10% phí dịch trong vòng tháng đầu và các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng trên màn hình để tìm hiểu group tính hiệu trade miễn phí cũng như là những cái ưu đãi khác đến từ những cái partner như là sàn Ascendex hay là sàn Namroy Global nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là Coinbase hay là Binance US Như các bạn thích giao dịch những cái altcoin cũng như là ứng dụng landing có lại BlockFi Và đương nhiên crypto khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain như nhiều bạn cũng đã biết rồi Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn